Tiền đạo lão tướng Tahala của Malaysia đặt mục tiêu ghi bàn và cùng đồng đội giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam như 4 năm trước, trước buổi tập đầu tiên của Malaysia tại Mỹ Đình. Tiền đạo Tahala dành cho truyền thông Việt Nam ít phút trao đổi, chân suốt 32 tuổi ngạc nhiên khi bản thân được đánh giá cao, vậy ư ừ, tôi nghĩ mình cũng chỉ như các cầu thủ khác trong đội. Malaysia là một tập thể và không có ngôi sao nào đâu. Taha La chia sẻ khi biết người hâm mộ và truyền thông Việt Nam đánh giá cao khả năng của anh. Cho rằng Việt Nam là đội bóng giàu kỹ thuật và tốc độ, nhưng tiền đạo này cũng không ngần ngại bấy tỏ mục tiêu giành chọn 3 điểm trên sân Mỹ. Đình, các bạn luôn có một đội tuyển mạnh. Mỗi lần chạm trán Việt Nam, Malaysia phải rất vất vả để có được kết quả tốt. Tôi vẫn nhớ giải đấu năm 2014, đó là một kỷ niệm đẹp. Tôi may mắn có một bàn thắng đóng góp cho Malaysia và hy vọng trận đấu sắp tới điều này sẽ được lặp lại. Chân suốt kỳ cựu này lạc quan. Aha La cũng cho biết anh ấn tượng nhất với đội trưởng Văn Quyết. Cả hai đã có dịp đối đầu ở những giải đấu trước, cầu thủ số 10, Văn Quyết trước đây cậu ấy còn trẻ nhưng giờ đã trưởng thành và đeo băng đội trưởng rồi, Tahala nói về nhân sự của Malaysia. Tahala cho biết đội hình của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chỉ có hai cầu thủ lớn tuổi, còn lại đều là những gương mặt còn tương đối lạ lẫm bởi đội bóng này đang thực hiện trẻ hóa đội hình anh cũng không quên nói về vai trò của bản thân tại tuyển malaysia hiện tại tôi là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội vì thế tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để giúp đội bóng có được những kết quả có lợi đồng thời làm điểm tựa cho những cầu thủ trẻ anh khẳng định Tahala đang là chân sút tốt nhất của Malaysia tại AFF Cup 2018 với 3 bàn thắng. Anh góp công lớn giúp những chú hổ tạm dẫn đầu bảng A sau 2 lượt trận với 6 điểm tuyệt đối. 11 giờ trưa mai. Malaysia cùng Việt Nam sẽ cử đại diện trả lời họp báo trước trận vào buổi chiều. Đội bóng này có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h30 tối 16 tháng 11.